Hôm nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Đồng Nai tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự năm 2016. Tới dự buổi diễn tập có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cuộc diễn tập còn có sự tham gia của 2.000 người, gồm lực lượng công an và người dân tại khu vực. Theo tình huống giả định, Đồng Nai và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của một cơn bão mạnh ập đến bất ngờ với sức gió giật cấp 11-12. Do ảnh hưởng của bão, nước sông Đồng Nai dâng lên trên mức báo động 3. Nhà máy thủy điện Trị An đề nghị xả lũ để tránh nguy cơ vỡ đập. Trước tình hình này, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Bộ Công an hỗ trợ. Sau đó, 1.000 cảnh sát cơ động, hàng trăm chiến sĩ công an thuộc các đơn vị cùng nhiều trang thiết bị phương tiện hiện đại đã được điều động xuống hiện trường, phối hợp với các lực lượng như công an, bộ đội địa phương giúp nhân dân thu dọn tài sản, di dân đến nơi an toàn, tổ chức kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền nhanh chóng vào bờ tránh bão, chằng chống gia cố bờ đê hồ thủy điện Trị An để tránh nguy cơ vỡ đập. Trong quá trình cứu hộ cứu nạn trong bão, một tình huống khác được đặt ra là có hai tàu trên sông Đồng Nai đâm va vào nhau gây cháy nổ lớn. Các đơn vị thuộc lực lượng công an đã triển khai đội hình thực hiện cứu hộ cứu nạn nhanh chóng dập tắt đám cháy và đưa người bị thương đi cấp cứu. Buổi diễn tập đã diễn ra tốt đẹp, đáp ứng mục tiêu đề ra là ứng phó một cách tốt nhất, xử lý kịp thời và chủ động khi diễn ra các tình huống khẩn cấp như thiên tai, các tình huống đảm bảo an ninh trật tự.